Sáng hôm nay cậy ơn của Chúa để tôi chia sẻ với bà chị em một cái phần kinh thánh rất là quen thuộc với chúng ta, nhưng mà với một cái chủ đề, đó là làm thế nào để có thể tiêu diệt được dân Syria. Đây là phần kinh thánh mà Chúa cho tôi để chia sẻ với hội thánh hôm nay. Chúng ta cùng mở ra ở trong các vua thứ nhì đoạn 13, từ câu 14. Các vua nhì đoạn 13, từ câu 14 cho đến hết câu 21. Xin thánh đồng đứng, chúng ta đọc theo thầy đối đáp phần kinh thánh này. Các vua nhì đoạn 13, từ câu 14 cho đến hết câu số 21. Tôi xin đọc trước. Elise đau bệnh, tại bệnh ấy người phải chết. Joab vua Israel đến thăm người, khóc trước mặt người mà nói rằng: hỡi cha tôi, xe và lính kỵ của Israel. Elise lại nói với vua Israel rằng: hãy lấy tay người dương cung. Vua bèn dương cung, rồi Elise đặt tay mình trên tay vua. Elise tiếp rằng: hãy lấy tên. Joab bèn lấy tên. Elise lại nói rằng: hãy đập xuống đất. Joab đập 3 lần rồi ngừng lại. Elise qua đời và người ta chôn người đầu năm sau có đoàn quân Moab toan vào xứ. Xin mời chúng ta đọc lại ở trong câu số 16 và 17 một lần nữa. Xin bắt đầu. Elise lại nói: xin cảm ơn Thánh, xin mời Thánh ngồi. Làm thế nào để có thể tiêu diệt được dân Syria? Trước hết thì chúng ta biết rằng Syria là một kẻ thù của dân Israel. Trong tiếng Hebrew thì từ Syria có nghĩa là ở trên cao hay là vùng đất cao. Là vùng đất cao. Ở trên cao hay là một cái vùng đất cao. Và chúng ta thấy là Kinh Thánh Chúa cũng nói với chúng ta đánh trận không phải cùng thịt mà huyết, bàn cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa thế gian mà nói, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Trong đời của Daniel thì có vua Pharisee tìm cách luôn luôn ngăn trở đời sống của Daniel cũng như là dân Israel. Trong thời của Joshua thì chúng ta có dân Amalek luôn luôn choáng lấy đất của Israel và tìm cách để đánh dân Israel. Trong thời các quan sát Samson thì có dân Philippines. Và mỗi khi dân Israel phạm tội thì Chúa cho phép dân Philippines lấn nước đến dân Israel và có thể có dân Israel vào trong tay của dân Philippines. Và dường như là những dân ngoại là ngọn roi mà Đức Chúa Trời Ngài dùng để tỉnh thức dân sự của Ngài. Dân Syria, đất nước Syria là, chúng ta nhìn trong bản đồ thì nằm ở phía bắc của dân Israel. Đó là vùng đất ở trên cao và nó tìm cách, luôn luôn tìm cách để chiếm lấy, loáng lấy, hay nói cách khác, luôn luôn nó là kẻ thù của dân Israel. Kể cả phương diện về thuộc thể cũng như phương diện về thuộc linh. Chúng ta bây giờ cũng vậy. Syria cũng tìm cách chống lại Israel. Và nhiều năm tháng như vậy. Trong cái bối cảnh này thì chúng ta thấy rằng sau khi Elise tiếp lấy cái chiếc áo choàng của Eli để tiếp tục cái công việc mà Đức Chúa Trời giao phó, thì anh chị em thấy rằng là Elise là một người được của mình.
Đó là thế hệ thứ hai, thế hệ của một tiên tri lửa thứ hai, đầy dạy ơn và quyền năng. Nếu bắt đầu ông làm những phép lạ gấp đôi, bởi vì ông xin rằng là nguyện thần của thầy á, xin cảm động lòng tôi hay là sức giàu cho tôi một cách bội phần. Và điều đó Eli nói rằng là cái điều này ngươi xin thật là khó, nhưng mà khi nào ngươi nhìn thấy ta được cất lên thì lúc bấy giờ cái điều đó sẽ được ứng nghiệm. Cho nên vì vậy Elise theo sát Eli, ông đi sát Eli và không rời bước, dù Eli nói rằng ai về đi, nhưng mà ông đạp theo Eli bắt đầu từ Gilgal rồi tới Jericho rồi Bethel rồi qua Jordan, và cuối cùng thì xe ngựa lửa đã đón Eli đi và Elise đã nhận lấy cái chiếc áo choàng của Eli ở trên đời sống. Và chúng ta cái chức vụ của Eli luôn thành công. Khác với ông thầy của mình, ông thầy thì được Chúa ngài đem về bằng xe ngựa lửa, nhưng mà đó cũng phải là một vinh quang. Tại sao tôi nói là đem về bằng xe ngựa lửa mà không phải là một vinh quang? Tại sao vậy? Anh chị em thì được đón về bằng xe ngựa lửa vinh quang không ạ? Vinh quang chứ, đúng không ạ? Được chính Chúa đón về. Nhưng thực tế nếu chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh thì Chúa đón Eli về trước kỳ chứ không phải là đúng kỳ. Anh em nhớ câu chuyện khi mà ông chạy trốn mà Jezebel không? Jezebel Chúa hỏi Eli ngươi ở đây làm gì? Ông nói rằng thưa Chúa, hỏi là một người sốt sắng, nhưng mà dân sự của Chúa đó tìm cách giết tất cả các tiên tri của ngài và họ cũng tìm giết mạng sống của tôi. Và Chúa hỏi ông hai lần ngươi ở đây làm gì? Ông cũng trả lời y như vậy. Sau đó Chúa nói với ông, ngươi hãy cầm cái sừng dầu. Và chúng ta xem ở đây Chúa kêu Eli làm gì. Chúng ta xem ở trong Các Vua nhất, đoạn 19 từ câu 15. Đức Sơ Ma đáp với người rằng hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến nơi rồi ngươi sẽ xích dầu cho Hasael làm vua Syri. Ngươi cũng sẽ xích dầu cho Jehu con trai Nimsi làm vua Israel. Và ngươi sẽ xích dầu cho Elise con trai Sa-phét ở Aben Mohela làm tiên tri thế cho ngươi. Ông đang là một tiên tri lửa, cầu nguyện khiết lửa từ trời. Ông cầu nguyện để đất không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Rồi ông cầu nguyện lại trời bèn mưa. Ông can thiệp vào thiên nhiên, ông làm những dấu kỳ phép lạ. Nhưng cuối cùng thì Eli lại được đem về trời trước kỳ định. Cái lý do là tại vì ông đã kiện cáo dân của Chúa. Chúng ta xem ở trong Roma đoạn 11 câu 2 cho đi. Roma 11 câu 2 và câu 3 ghi như vậy: Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân ngài đã biết trước. Anh em hát chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli sao? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng, lạy Chúa, họ đã giết tiên tri ngài, phá hủy đền thờ, tôi còn lại một mình và họ tìm giết tôi. Kinh Thánh ghi lại là gì? Eli đã kiện cáo dân ngài, cho nên Chúa đem ông về trước. Và Elise được xích dầu thế cho Eli. Eli được Chúa ngài đem về. Elise thì tiếp nối cái công việc. Eli không trải qua sự chết, nhưng mà Elise thì được xích dầu gấp đôi, nhưng mà phải trải qua bệnh tật và sự chết. Có nhiều người nói là chắc là ông phạm tội gì đó ghê gớm lắm, cho nên ông mới đau bệnh và chết. Kinh Thánh ghi lại rất là rõ, Eli đau bệnh và tại bệnh ấy người phải chết. Chúng ta không biết ông bị bệnh gì, nhưng Kinh Thánh ghi lại gì? Ông đau bệnh và tại bệnh ấy ông chết. Và Elise hay là tiên tri của Chúa ở trong dân Israel được gọi là đấng tiên kiến. Và một dân sự của Đức Chúa Trời, khi có người tiên kiến hay là đấng tiên tri ở trong dân sự của Chúa thì họ rất là an tâm. Tại vì sao? Tất cả những gì mà kẻ thù muốn gây tổn hại đến dân Israel thì Chúa đều bách mão cho tiên tri của ngài hết. Nó giống như là có cái đài radar vậy đó. Máy bay bay ở đâu mà mình không biết, nhưng mà cái đài radar nó nhận ra được, thấy máy bay nó bay tới. Thì Chúa cho đặt dân tiên tri của ngài ở trong dân Israel, nó là như vậy đó. Nhiều khi quân thù nó bàn luận ở đâu, nó tìm cách lập mưu để đánh dân Israel, thì ở tại trong dân Israel Chúa đã cho tiên tri của ngài biết cái kế hoạch đó rồi và né tránh. Thật ra trong Cựu Ước Chúa làm như vậy, và trong Tân Ước Chúa làm còn hơn nữa anh chị em. Nếu chúng ta chú ý thì chúng ta sẽ thấy rằng sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời.
Bởi vì trong Cựu Ước thì Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Ngài ở trên tiên tri của Ngài. Nhưng mà trong Tân Ước thì Thánh Linh Trời ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nếu ta tin và bởi sự dẫn dắt của Thánh Linh thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ biết cái đường hướng, chúng ta sẽ biết cái hướng đi, chúng ta biết cái kế hoạch, chúng ta biết kẻ thù chúng ta là ai. Mà hơn thế nữa, trong Tân Ước vẫn có tiên tri của Chúa. Đúng không ạ? Chúng ta làm gì? Chúa lên các nơi cao và Ngài ban các ơn cho loài người. Và Kinh Thánh nói gì? Ấy trong Hội Thánh, Chúa lập người này làm sứ đồ, người kia làm tiên tri, người giảng tin lành, mục sư và giáo sư. Như vậy, ơn tiên tri cũng có trong Hội Thánh. Và xin Chúa cho không phải chỉ có ơn tiên tri mà thôi, nhưng xin Chúa cho có cái chức vụ tiên tri ở trong Hội Thánh. Đấy rồi, ma quỷ nó không có thể lừa dối được. Tại vì cái người tiên tri, người tiên kiến của Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài sẽ có một cái gì đó đặc biệt, Ngài mách bảo cách đặc biệt cho dân sự của Chúa. Sáng nay chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, trước khi chúng ta vào đây, thì tôi, một sư Khải, các anh em ngồi uống cà phê với nhau. Ra ngày hôm qua khi mà về tới nhà, tôi rất là mệt trong suốt 3 ngày. Như là giống như mình muốn đi chơi thì rất là vui, ngắm những cái thiên nhiên, rồi cùng thông công với nhau anh chị em ở trong Chúa rất là tuyệt vời. Nhưng mà tôi nói thật anh chị em là ngồi xe từ sáng sớm, tôi ngồi về tới đây 8 giờ tối, 12 tiếng đồng hồ, tại vì đi rồi dừng, đi rồi dừng. Nó nhồi mệt, nó nổi làng đuối. Sáng nay muốn dậy không nổi luôn. Nhưng mà phải kêu gọi cái xác thịt này nó phải dậy để thông công bên em. Cảm ơn Chúa lúc chúng ta thông công với nhau. Thì một sư cãi mới nói rằng là ngày hôm qua khi Hội Thánh kiêng ăn cầu nguyện, bao nhiêu năm rồi không có lắng nghe được tiếng của Chúa, anh em không, xin lỗi, không có được sự bày tỏ của Chúa một cách rõ một sư. Mấy năm? Dạ. Suốt gần một năm anh em vẫn kiêng ăn cầu nguyện, vẫn tìm kiếm Chúa, nhưng mà không có nhận được sự mặc cải. Điều này không có nghĩa là Chúa không có hiện diện ở trong Hội Thánh. Nhưng đôi khi chúng ta bị che khuất mà chúng ta không nhận ra được cái sự hiện diện của Chúa hay là cái sự bày tỏ của Chúa. Một sự cải nói là ngày hôm qua khi mà cái ăn cầu nguyện như vậy, nhưng Chúa cho biết rằng là Chúa muốn nói với dân sự của này. Chúa dùng những con người cũng rất là bình thường và Chúa nói cái điều đó ra cho dân sự của này. Bởi vì trong lần trước khi tôi đến với anh chị em và cảm ơn Chúa trong 2 ngày học lời Chúa với nhau, thật sự lời của Đức Chúa Trời đã đem đến sự chữa lành cho anh chị em. Cho nên một sư Khải nói cảm ơn Chúa, một sư trước đây mà ai nói thì tôi cũng nghe bực lắm á, cũng giận lắm á, nhưng mà cảm ơn Chúa bây giờ nói hết giận rồi, không còn bực bội nữa. Đó là cái dấu hiệu của sự chữa lành và sự sống của Chúa bắt đầu đến ở trên dân sự của Chúa. Anh em bắt đầu đi ra trong cái tình yêu, đi ra trong cái lòng nhiệt huyết. Và đi ra thì có kết quả, đi ra thì có kết quả, đi ra có kết quả. Sự hiện diện của Chúa ở trong Hội Thánh của Ngài, sự hiện diện của Chúa ở trong chức vụ. Trong ngày hôm nay khi học qua điều này, thì làm sao để chúng ta có thể tiêu diệt được dân Syria? Chúng ta có những cái phương cách, chúng ta có những cái sự bày tỏ của Chúa. Nếu chúng ta chấp nhận nó, chúng ta đầu phục Chúa, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ hành động còn mạnh hơn những gì mà chúng ta suy tưởng. Cho nên chúng ta tin một điều rằng, hoặc chúng ta cũng sẽ kêu cầu, Chúa ơi, Hội Thánh của Chúa nó không chỉ là có sứ đồ, không chỉ có người giảng tin lành, không chỉ có mục sư và giáo sư, nhưng hiện Hội Thánh của Chúa đang khuyết một điều, đó là gì? Tiên tri. Phải không? Ơn tiên tri và chức vụ tiên tri. Tôi tiếc một điều là sự thờ phượng trong buổi cầu nguyện của chúng ta, chúng ta để sự dầm thấm nó quá ít. Tôi thường nhắc những anh chị em hướng dẫn chương trình đó, hãy để thời gian để dầm thấm. Thánh Linh của Chúa đang thấm viếng cực kỳ là ngọt ngào. Đùn một cái mình chạy theo cái chương trình của mình. Anh chị em thấy nó hụt hẫng đúng không ạ? Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là có mình thì mình có thể dẫn dắt được cái buổi nhóm này. Nhưng mà trong cái buổi kia ăn cầu nguyện, tôi khích lệ một điều này, hãy để cho Thánh Linh của Chúa dẫn dắt. Anh chị em sẽ nếm cái sự ngọt ngào hơn cả những điều mà chúng ta nghĩ nữa. Và chúng ta có thể được bơi lội ở trong dòng sông của Chúa đó chị em. Cái điều đó là điều cần hơn là những gì chúng ta nói.
Cái điều đó là cần hơn vì sự thấm huyết của Chúa. Rồi khi Chúa chỉ phán một lời thôi thì đầy tớ của thầy đội kia lập tức được chữa lành. Chúng ta trông đợi khao khát cái gì? Khao khát một cái lời của Chúa, khao khát sự xích dầu từ Chúa, chứ không phải là chúng ta phải làm xong cái công việc của mình. Cần phải được thay đổi điều này anh chị em. Amen. Chúa cho để mà chúng ta tôn trọng Ngài, tôn trọng cái quyền tể trị của Ngài. Bắt đầu dâm thấm, cứ tiếp tục một người, hai người, ba người, bốn người đến cũng được. Không phải là con số đông đâu. Nhưng mà khi đến bắt đầu tìm kiếm Chúa bằng cái tấm lòng mở ra. Và anh chị em thấy rằng là cái sự vận hành của Thánh Linh của Chúa. Và chúng ta hãy nhớ một điều như này. Thánh Linh không vận hành theo một cách. Thánh Linh vận hành theo cái tấm lòng của chúng ta, cái sự khao khát nha. Ngài không vận hành theo cái cách này, cái bài hát này chúng ta hát như vậy thì ngồi Ngài vận hành, lần sau chúng ta cũng hát ý như vậy Ngài vận hành. Không. Nếu chúng ta đặt Thánh Linh như vậy là chúng ta đặt Ngài một cái khuôn và chúng ta đang điều khiển Ngài, chứ không phải là Ngài điều khiển chúng ta. Chúng ta cần thay đổi. Và xin Chúa giúp đỡ con. Xin Chúa giúp đỡ con. Tôi nói chị em rằng tôi không phải là một nhạc sĩ, tôi không phải là người đàn giỏi. Biết đàn chập chững thôi. Nếu như người là biết đàn đó, nghe tiếng đàn của tôi là biết họ biết là tôi đàn gọi là đàn lụi. Không có giỏi. Nhưng mà luôn luôn tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, sức dầu cho bàn tay của con, sức dầu cho ngón đàn, để tấm lòng của con nó hòa quyện được với cái ngón đàn này. Cho dẫu nó không có theo một cái nguyên tắc nào của người ta hết, nhưng mà con tin rằng Ngài sức dầu, và qua cái sự sức dầu đó, có thể đụng chạm đến dân sự của Chúa và sự thật. Tôi nhìn thấy có sự sức dầu đó anh chị. Tôi nhìn thấy có cái bàn tay của Chúa chạm đến, tấm lòng tôi được tan vỡ ra, mở ra với cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên chị em nhớ một điều rằng Đức Chúa Trời Ngài đang hiện diện ở trong hội thánh của Ngài và Thánh Linh của Ngài. Và Ngài muốn hơn nữa, Ngài muốn vận hành trong hội thánh hơn nữa, và Ngài muốn chính Ngài bày tỏ cho tôi và anh chị em biết được chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời ở trong tương lai. Chúng ta xem lời Chúa ở trong Thi Thiên 103. Thi Thiên 103. Chúng ta cùng nhau đọc chung với nhau ở trong câu số 7. Thi Thiên 103 câu 7. Xin chúng ta bắt đầu. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc của Ngài. Một lần nữa chị em, Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc của Ngài. Không phải chỉ Chúa bày tỏ cho Môi-se mà thôi, nhưng Chúa bày tỏ cho ai nữa? Cho Israel. Như vậy không phải chỉ là mục sư mới có thể nhận được sự bày tỏ. Nhưng nếu chúng ta có sự cầu nguyện, chúng ta đến với Chúa, cùng ở trong sự diện của Ngài, thì Chúa Ngài cũng bày tỏ cho chúng ta này. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối, nhưng bày tỏ cho anh biết các công việc của Ngài. Khi ta đến đây, anh chị em hãy cầu nguyện, xin Chúa hãy tỏ bài cho con. Chúa ơi, xin hãy tỏ bài cho con. Tỏ bài cho con một cái hướng đi, tỏ bài cho con một cái chiến lược, tỏ bài cho con một cái kế hoạch. Mà đôi khi kế hoạch của Chúa nó khác với kế hoạch của chúng ta. Sự suy tính của chúng ta, nhưng mà kế hoạch của Chúa lại là này. Anh chị em biết vừa rồi khi đi Đà Lạt, cách nay khoảng 3 tuần lễ, trong một bữa nọ, buổi sáng, tôi cầu nguyện với Chúa. Hình lên có một cái, nó giống như là một cái bụi gai trái. Tại sao mà Môi-se lại tự nhiên tẻ bước đến bụi gai anh chị em? Ông đang đi chăn chiên bình thường, có ngày công việc hàng ngày của ông. Ông cứ đi qua đi lại trong cái khu vực đó. Nhưng mà ông nhìn thấy cái bụi gai nó cháy. Có thể ông quan tâm mà cũng có thể không quan tâm. Có thể ông liếc mắt, ông nhìn. Nhưng mà ông có thể tiếp tục bước đi. Nhưng mà ông lại nhìn lại, ông thấy rằng là bụi gai nó cháy mà nó không tàn. Và Kinh Thánh ghi là gì? Ông làm gì? Tẻ bước, ông đến ông xem. Và tại đó ông mới thấy được, ông nhận được cái sự mặc khải của Chúa. Trong buổi sáng cách đây khoảng 2-3 tuần, khi tôi đang cầu nguyện như vậy. Thường tôi không có cầu nguyện, tôi ngồng một cái chỗ để mà tôi cầu nguyện đó chị. Thường là tôi đi và tôi chạy xe, tôi cầu nguyện với Chúa. Tự nhiên có một cái ánh sáng hé ra, mở ra. Sẽ có một cái cơ sở, sẽ có một cái trường Kinh Thánh ở Đà Lạt. Tự nhiên có một cái tia đó, một cái sự hé mở như vậy. Ô, tự nhiên trong lòng tôi có sự vui mừng và tôi nói hallelujah. Tôi cầu nguyện cho vấn đề này để xin Chúa Ngài
ông thích. Thì trong cái chuyến đi này, khi mà chúng tôi đi lên, đang đi lên cái núi Lang Biang, thì tôi vợ tôi ngồi ghế bên đây và Thành Tuấn với lại em Gấm là ngồi ghế bên kia. Thì đang đi như vậy thì tôi mới nói rằng là Chúa cho thầy cái tia thôi, giống như là một cái ý tưởng này, là sẽ có một cái chuông kinh thánh ở trên Đà Lạt này. Nó giống như thần học viện vậy đó anh chị em. Và khi xây dựng đó, chúng ta có thể làm thành một cái nơi là vừa là kinh doanh khách sạn, để có cái tiền đó để tiếp tục vận hành và nuôi trường kinh thánh. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ nuôi những tôi tớ của Chúa, những người gọi là chuyên tâm để mà học lời của Chúa Trời ở tại cái viện học viện đó. Và Thành Tuấn nói amen, cái điều mà Chúa cũng đặt để trong lòng của em là như vậy. Hai chứng thì đáng tin. Và chúng tôi bắt đầu tuyên bố cái điều này ra. Và tôi biết tuyên bố ra thì cũng sẽ có sự cản trở. Nhưng Chúa nói là gì? Khi có khải tượng thì sao ạ? Habacuc nói như thế nào ạ? Làm gì? Viết ra. Đến nỗi là cái người chạy có thể đọc được nó. Chạy có thể đọc được nó. Và anh chị em biết khải tượng khi em tuyên bố ra, ma quỷ có thể tìm mọi cách để dập cái khải tượng nó chết đi. Đúng không ạ? Nhưng vấn đề ở chỗ là khải tượng đến từ Chúa và ở trong lòng chúng ta, nó có thể dập bên ngoài nhưng nó không dập tắt được cái khải tượng bên trong. Nếu như đời của chúng ta không làm được thì chúng ta có thể chuyển cho đời con của mình. David muốn xây đền thờ cho Chúa. Chúa nói không, con hãy chuẩn bị tất cả mọi nguyên vật liệu đi. Người xây là con của con, thế hệ của con để xây. Làm sao công việc của Đức Trời được hình thành? Chúng ta thấy ở đây Eli, Cê, ông đau bệnh, ông cũng có những ước muốn để có thể làm cho dân sự của Chúa. Và kẻ thù của dân Sen cũng là kẻ thù của chính ông. Họ tìm cách họ loán cái dân Israel, họ muốn tiêu diệt dân Israel, cũng có nghĩa là cũng muốn tiêu diệt ông. Và ở đây sức lực của Eli, Cê như thế nào ông chị em? Hết rồi. Kinh thánh là gì? Ông đau bệnh mà tại bệnh ấy ông phải chết. Đến nỗi Joab là một vì vua trẻ đến trước mặt ông và khóc: hỡi cha tôi xe và lính kỵ của Israel. Một chức vụ tiên tri của Chúa ở trong hội thánh, nhưng đối với vị vua lãnh đạo cả một đất nước. Nhưng mà ông nhìn thấy được rằng chính cái chức vụ đó mới là có quyền năng: xe và lính kỵ của Israel. Cho nên hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng thấy là chức vụ năm mặt này, chuyện mà sứ đồ, tiên tri, thầy giảng tin lành, mục sư và giáo sư, đây là năm chức vụ cực kỳ cần thiết để vận hành làm cho hội thánh được trở nên mạnh mẽ. Nếu chỉ có một chức vụ mục sư thôi không đủ, nhưng mà nó đòi hỏi phải có những người có ơn tiên tri, phải có những người có sứ đồ, phải có những người có truyền giáo. Những người truyền giáo tiên phong rất là mạnh mẽ, họ mở ra những cái hướng đi, họ mở ra những vùng đất mới. Sáng nay một sư Hải cũng nói cảm ơn Chúa khi tôi đi ra thì Chúa mở ra những cánh đồng mới, mở ra những cái chương mới cho công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang rất cần những con người tiên phong như vậy. Chúng ta cũng rất cần những tài chánh để giúp đỡ những người tiên phong nữa anh chị em. Giờ đây tình hình bắt đầu bị đát. Joab nói rằng là Eli, xin lỗi, hỏi cha tôi xé và lính kỵ của Sen. Ông khóc vì ông nhìn Eli trong một cái thân thể có thể là mệt mỏi, uể oải, bệnh tật. Việc sống hay chết đều ở trong tay của Chúa. Ngài có thể cho chúng ta chết cách này hay cách khác, đó là quyền của Ngài. Cùng bị bắt bớ ở trong thời công vụ, nhưng mà Phêrô thì được Chúa giải phóng ra khỏi tù ngục 2 lần, trong khi Ê-tiên mới giảng con bài giảng bị ném đá chết. Và Chúa nhìn thấy Ê-tiên. Còn Gia-cơ thì sao? Bị gì? Chém đầu. Chúa không công bằng à? Đôi khi người ta nhìn thấy một người đang bị đau bệnh, người hầu việc Chúa bị đau bệnh, thay vì họ có lời cầu nguyện thì họ lại lên án và chỉ trích. Đúng không mục sư không? Ôi ông này nè, chắc ông này tội dữ lắm nè. Và lên án chỉ trích định tội liên tục. Một ngày nọ Chúa bùm một cái, khi cơ ông ngồi dậy khỏe rồi.
Đức Chúa Trời có kế hoạch của Ngài. Đôi khi chính cái hoạn nạn của chúng ta để cho thêm cái tấm lòng của người khác, để soi coi người khác quan tâm như thế nào về cái tình yêu. Ngày hôm nay có những cái căn bệnh mà khi bác sĩ nói một cái thì sao ạ? Chúng ta đã nói gì? Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà xin thành bỏ tay. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta không bỏ tay. Mà nói chị em, trong 2 tháng, 3 tháng về trước, sức khỏe của tôi xuống một cách trầm trọng luôn. Thậm chí tôi nói với vợ tôi, ngoài kia tôi nói với vợ tôi, anh không còn sống bao lâu nữa đâu. Em đừng có giận anh nữa, đừng buồn anh nữa. Thế vợ tôi nói là giống như kiểu tôi không có quan tâm, không phải. Anh còn sống bao lâu nữa đâu. Em đừng có giận anh, đừng buồn anh. Tôi có một căn bệnh nan y, bác sĩ không thể chữa được. Thì anh thấy là sức khỏe của tôi xuống một cách trầm trọng, đúng không? Có lúc, có bữa sáng tôi thức dậy tôi ngồi không nổi, tôi đi không nổi. Nhiều anh chị em gọi điện thăm hỏi, cầu nguyện cho tôi. Tôi rất biết ơn về những điều đó. Và tôi cảm ơn Chúa vì những lời cầu nguyện cho em. Có lúc tôi nói, Chúa ơi, con còn quá nhiều cái ước mơ cho hội thánh. Nếu Chúa đem con đi, thì thế hệ kế tiếp, con muốn làm sao để chuyển giao, làm sao cho thế hệ kế tiếp có thể tiếp tục được công việc của Chúa một cách hiệu quả. Nhiều anh chị em, có người thì gửi cho tôi sữa, có người thì gửi cho tôi thức ăn này, đồ tẩm bổ kia. Mà tôi thật anh chị em, ăn không được. Vừa ăn vô cái muốn ói ra, Rất là mệt. Thầy sĩ cô Đào gửi cho tôi chùm ngay, mà không nhận cái nước uống đó, uống khỏe thiệt. Mà tôi cũng đã từng uống, mà thấy sức khỏe được phục hồi, nhưng mà nó không có duy trì được lâu. Và tôi nói Chúa, thật ra thì nếu mà Chúa ngày còn dùng con, thì chỉ có quyền năng của Ngài mới chữa lành sinh. Thế gian không thể làm được nữa. Đối với căn bệnh của tôi, bác sĩ bỏ tay, không có thể chữa lành được. Anh chị em biết rằng lúc thời điểm đến nỗi lần là tất cả cái quần của tôi đó mặc đều nó dư gan khúc, ốm xuống, chân của tôi nó teo lại, người tôi rút ráy xanh xao. Tôi đã từng có cái cân nặng của mình lên từng trên 80 cân, nhưng mà vừa rồi, trong thời gian vừa rồi xuống còn có 50 mấy cân. Nhiều người kêu tôi đi bệnh viện, tôi không đi, đến nỗi là thậm chí một sư trà mi nói là con ơi tại sao còn không đi. Tại chúng tôi có tôi với một sư trà mi là ngày xưa tôi là anh chị em kết nghĩa với nhau, cho nên là gọi tôi bằng cậu. Tại sao cậu không đi? Tôi nói đi bây giờ mà nếu khám tổng quát rất là nhiều tiền, không có khả năng. Không sao, phải đi khám tổng quát. Cuối cùng đưa tiền cho đi luôn, đi khám luôn. Giờ đưa tiền mà phải khám thôi chứ sao không khám. Mà cảm ơn Chúa. Đi khám xong rồi cho tôi một cái bao thuốc như vậy này. Tôi nói thiệt với chị em, một cái bao thuốc cho tôi đi. Có bảo hiểm đó, cho nên thuốc một đống thuốc như vậy luôn nè. Bắt đầu họ chia ra, cắt ra uống, ngày uống sáng trưa chiều, sáng trưa chiều. Tôi uống được 2-3 ngày xong tôi nói với vợ tôi, em ơi thôi anh không uống đâu, bỏ nguyên. Giờ tôi vẫn còn để một giỏ, một túi như vậy nè. Tôi nói không, anh không uống rồi. Uống cái thuốc này thì nó qua cái bệnh kia, uống cái bệnh kia thì nó qua cái bệnh nọ. Thôi, anh không uống nữa. Tôi quyết định tôi cắt. Cầu nguyện Chúa, cắt. Đó là cầu nguyện Chúa cho sức khỏe. Chúa cho, tự nhiên tôi đang cầu nguyện như vậy thì uống đi. Mua loại sữa, tại vì con ăn, con không có ăn được. Cho nên là nó không có chất bột. Con mua cái loại sữa đó con uống đi. Tôi kêu vợ tôi, em ra em tìm cái loại sữa đó nè, mua cho anh để uống. Tôi uống cái ly đầu tiên vô,
Tại vì tôi không có uống sữa, lâu lắm mà tôi không uống sữa. Hay uống sữa cái bụng nó cứ ồn, mà tôi uống một lần sữa coi như là tôi đi ngoài như là 3 ngày như vậy nó mới hết. Nó bị như vậy. Nhưng mà khi tôi vợ kêu vợ tôi em ra em mua một cái hộp sữa đó. Và khi mà ra mua thì vợ tôi mua về cho tôi uống, pha một ly đầu tiên, em pha theo đúng cái tỷ lệ đi pha cho anh uống. Pha tôi uống xong, tự nhiên tôi thấy, ô, tự nhiên nó khỏe lên. Trong ngày hôm đó tôi uống một lần là 5 ly luôn. Thay vì người ta quy định trong ngày hôm đó, một ngày uống 2 ly thôi. Uống 5 ly luôn. Mà một cái hộp sữa đó rất là mắc anh chị em. 720 ngàn một hộp sữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, uống 3 ngày đó làm sao tôi khỏe lại. Và tôi nói, em ơi, không, anh cũng uống biết bao nhiêu sữa, nào là canxi, sữa này, sữa kia, đủ kiểu hết trơn. Mà sao nó không khỏe, mà sao anh uống cái này anh thấy khỏe. Rõ ràng là Chúa cho một, Chúa chỉ cho mình một cái loại sữa mà tôi cũng không biết cái tên sữa đó là gì luôn đó. Vậy thì anh mua cái loại sữa đó đó, thì con uống vô nó không khỏe. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà tôi nói em ơi, chàng ơi, mắc quá. Tính ra một hộp sữa đó, uống theo kiểu của tôi có 5 ngày là hết hộp sữa rồi. Và anh chị em tưởng 720 ngàn mà 5 ngày hết hộp sữa thì sao? Tháng nhiều rồi. Tôi nói không được, kiểu này không được. Thì khi mà tôi đi công việc Chúa thì gặp một người anh em nói, ồ cảm ơn Chúa, thấy lúc này thầy khỏe lên á. Nói, ờ cảm ơn Chúa cũng chỉ cho một cái loại sữa để uống khỏe. Và ăn uống là được rồi. Nó hỏi chứ, ủa thầy uống sữa vậy là một tháng này thầy tốn bao nhiêu tiền sữa vậy? Tôi nói là ít nhất nếu uống gọi là tiết kiệm á, là 3 hộp. Hỏi nhiêu hộp? Nói 720 hộp, 7 × 3 = 21, 2.160.000. Cái em này nói rằng, thầy, bây giờ em không có giúp được cho thầy, nhưng mà em chỉ hứa là trong vòng 6 tháng tiếp theo này, mỗi tháng em dâng hiến 3 hộp sữa cho thầy. Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Tôi nói không, nhiều lắm à, nhiều tiền lắm. Không, tại vì tiền của em xài cũng hết, mà tiền của em mà cho để cho thầy uống, thầy khỏe thì thầy đi hầu việc Chúa, thì nó lợi hơn cho vương quốc của Chúa. Ông, bây giờ em hứa trong vòng 6 tháng em sẽ dâng cứ mỗi tháng như vậy là 3 hộp sữa cho thầy. Mà em không có đưa tiền cho thầy đâu, em đưa tiền cho cô để cô mua sữa cho thầy uống. Alleluia. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi đã nhận được 3 hộp sữa đầu tiên. Mà chị em ơi, lạ lắm. Trong vòng chưa được 1 tháng trở lại đây, Chúa cho sức khỏe tôi tăng trưởng trở lại. Dạ. Yeah. Dạ không, bây giờ thì nó lại mình sẽ, nó không phải là uống mật tự nhiên ăn được rồi ăn bắt đầu ăn thích ăn thịt mỡ rồi mới ghê đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa là sức khỏe tôi đã khỏe lại, sức khỏe tôi đã khỏe lại. Và hiện nay hôm đó là 58 kg, hiện nay mới cân sáng nay là 65 kg. Trong vòng có 1.5 tháng thôi tôi cho lên được 7 kg. Mới bỏ hết tất cả những cái quần kia mà không được rồi. Bây giờ tự nhiên Chúa cho một cái mua loại quần này, nó có cái tăng đơ luôn. À nếu mà mập ra thì mở ra chút xíu, nó có cái nút tăng đơ ra. Còn nếu ốm thì tăng lại, tiếp lại. Nhưng mà có cái là nó không có cái bụng. Mập lên nhưng mà không có bụng. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã phục hồi sức. Khi mà anh chị em bị nan đề, có nhiều người rất là thích muốn anh chị em bị nan đề và muốn anh chị em chết luôn á. Anh chị có tin không? Nhưng mà Chúa nói là khi mà kẻ thù con nó gặp một cái gì đó, hoạn nạn gì đó mà con vui mừng á, thì Chúa sẽ cất cái hoạn nạn đó đi. Tôi không biết là tôi tại vấn đề gì mà tôi bị hoạn nạn. Ông Elise này, ông có bệnh, ông bị bệnh nhưng ông có tội gì không à? Chúa nói ông ghi lại là ông có tội gì hết trơn á. Nhưng mà Kinh Thánh nói là gì? Tại cái bệnh đó mà ông chết. Lạ quá. Ông Etienne đâu phải là một người phạm tội đâu. Nhưng mà cuối cùng thì ông cũng bị ném đá chết. Gia cơ thì yêu mến Chúa, cực kỳ yêu mến Chúa, nhưng mà cuối cùng bị chém đầu oan vì cái sự nhảy múa của Herodia. Vui nhảy, ông Herod thích quá, thế là ông hứa. À xin lỗi, Gia mất tiếc. Còn ông Gia cơ thì bị chém đầu ở trong ngục. Xin nhầm, Gia mất tiếc cũng không có tội gì hết, cũng bị chém đầu oan, thấy không? Cho nên Đức Chúa Trời có cái kế hoạch của Ngài cho chúng ta. Và khi tôi thấy là cái sức khỏe tôi trỗi dậy, thì đồng thời tôi nói như nói chị em là cách 2-3 tuần trước, tự nhiên tôi cho một cái tia sáng. Một cái tia sáng.
tôi tiếp tục trỗi dậy để làm công việc của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng trong những ngày tới, cái công việc của Chúa sẽ được nổ ra thật sự đó anh chị em, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Bởi vì khi mà Chúa không cho khải tượng thì thôi, mà Chúa cho khải tượng thì chắc chắn nó phải đến. Tôi đã tin điều đó, và nó sẽ đến. Bây giờ trở lại cái câu chuyện của Elise. Bây giờ vua và, xin lỗi, xe và lính kỵ của Israel lập tức bị bệnh rồi sao ạ? Thất bại phải không ạ? Đó là hy vọng của Israel mà. Nếu trong hoàn cảnh hội thánh đang có những người trụ cột trong hội thánh được ơn của Chúa, thần linh, người này Chúa đem, anh chị em sẽ nghĩ gì đây? Công việc của Chúa sẽ bị gãy đổ phải không? Nếu giả sử Chúa đem tôi về, công việc của Chúa cũng không gãy đổ, bởi vì những anh chị em khác sẽ dấy lên và tiếp tục làm công việc của Đức Chúa Trời. Bởi vì trong nhà của Đức Chúa Trời, hội thánh là hội thánh của Chúa, chứ không phải là hội thánh của con người. Cho nên Đức Chúa Trời ngài có cái cách của ngài. Anh chị em biết có nhiều người tìm cách để phá công việc của Chúa, phá hội thánh Rema lắm. Họ nói hội thánh chúng ta xấu đủ điều hết. Xin lỗi anh chị em, đây có cô Đào. Có nhiều người khi mà một sư sĩ đã từng hầu việc chúng tôi ở năm 2006-2007, và sau đó đi theo khải tượng, sau 7 năm trở về, họ nói đủ điều hết. Chúng tôi cầu nguyện Chúa, tôi thấy sự bình an. Chúng tôi tiếp một điều rằng là Chúa có một cái kế hoạch gì đó để làm cho. Hôm qua tôi nói chuyện với người chị em cho đến 1 giờ đêm về công việc của Chúa. Thời gian này nói mục sư ơi, nhiều họ ngoài, ở ngoài họ bắn phá hội thánh lắm mục sư ơi. Syri nó vây hội thánh đủ thứ mục sư ơi. Nhưng mà thưa anh chị em, nếu hầu việc Chúa mà không có Syri vây thì chúng ta phải kiện nghĩ lại. Nếu hầu việc Chúa mà không có năng đề, chúng ta thấy bình hòa và an ổn, chỗ nào cũng bình hòa an ổn hết, thì chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Nếu hầu việc Chúa mà không có những cái sự tấn công, sự gây tổn hại, Chúa đã nói gì? Các ngươi gặp hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy vững lòng vì ta thắng thế gian rồi. Một người đã từng quyết định để tách ra khỏi hội thánh Rema, kéo theo ba hội thánh khác. Nhưng mà hôm qua thì người chị em nói với tôi rằng, mục sư ơi, bây giờ cái hội thánh mà cái người đó tách ra đó, hồi đó nhóm 30-40 người, bây giờ nhóm còn có 2 người thôi mục sư. Họ làm như vậy là làm bằng cái sức của con người. Chúa cho phép Lót chọn Sodom Gomorrah, đúng không? Còn Abraham chọn cái gì? Abraham chọn cái nơi còn lại. Abraham chọn lựa một cái nơi không thể chọn lựa được nữa. Tại vì người ta chọn cái tốt nhất rồi. Nhưng mà cuối cùng thì điều gì xảy ra cho Lót? Bị giặc. Và cuối cùng ai giải cứu Lót? Và tất cả của giặc Abraham đánh và lấy lại được. Vậy bây giờ quyền sở hữu của ai? Lót hay là Abraham? Của Abraham. Người ta có thể dùng thủ đoạn tranh giành với anh chị em trong việc hầu việc Chúa. Tôi nói hầu việc Chúa chúng ta đừng bao giờ tranh giành. Đừng có nói là tôi là môn đồ của Apollo hay là môn đồ của Paulo. Nếu họ tranh giành mà cái người đó muốn đi cứ cho đi anh chị em. Bởi vì Đức Chúa Trời của tôi và chị em không bao giờ chịu tin vậy. Người chị em ngày hôm qua nói chuyện với tôi tới khuya, cuối cùng chị em nói rằng, mục sư ơi, đây không phải là một lời cầu xin, nhưng mà thưa mục sư, sắp tới chúng tôi quyết định là sắp nhập trở lại của tuần về này. Đến lúc anh chị em, amen, ở An Hòa đã quyết định trở lại Rema. Hôm qua, ngày hôm qua thầy Ví nhắn cho tôi nói rằng là mục sư ơi, chủ nhật thứ bảy này mục sư giảng ở đây kia, vì có một số anh chị em trước nay không có, coi như là cũng là của ngôi tuần Rema, nhưng mà bây giờ là muốn trở lại để nhóm lại thờ phượng Chúa. Tôi nói amen, chủ nhật thứ bảy này tôi sẽ giảng ở đó. Amen.
không lấy được chúng ta là chúng ta không dành. Nhưng mà Chúa để ra chúng ta nơi rộng rãi. Hãy mang lấy tâm tình của Isaac kia. Cho nên cái công việc của những anh chị em truyền giáo tiên phong còn lớn lắm. Sắp tới mình không có đủ sức để mình đi nữa. Có nói thật của anh chị em không đủ sức để mà đi. Vừa rồi một sư sĩ đi ở Gia Lai, đi về xong là mở ra bao nhiêu cái chỗ mới. Một sư ơi, đưa gửi hình cho tôi đây nè. Thầy ơi, chỗ này một sư ơi, anh ơi, chỗ này đang mở ra là chỗ này đang cần cái này đủ thứ hết trơn. Sức chúng ta không đi nổi nữa. Tôi cảm ơn Chúa một điều là các anh em ở Hội Thánh địa phương đều có một cái tâm tình. Đôi khi không cần phải ai em sai biểu cả, nhưng vì tấm lòng yêu Chúa, anh em đã hết lòng làm công việc của Đức Chúa Trời một cách hiệp một. Làm sao đừng để cho cái sự chia rẽ nó gây ra. Vì sự chia rẽ nó tiêu diệt, nó làm tổn hại đến sức lực thuộc linh của chúng ta. Bây giờ trở lại cái câu chuyện này, anh chị em thấy rằng dường như là một sự thất vọng đối với dân Israel, đặc biệt là Joash. Joash cảm thấy bị thất vọng. Tại vì sao? Xe và lính kỵ của Israel bây giờ sức mạnh thì cuồn cuộn, nhưng bây giờ thì sao? Sắp tiêu rồi. Sức lực có thể giảm, nhưng mà sự sức dầu Elise sức dực lực giảm, nhưng mà sự sức dầu của Chúa trên Elise có mất không chị em? Phần cuối của câu 21 chúng ta thấy là gì? Chúng ta xem lại. Amen. Ô, thật là tuyệt vời phải không? Kể cả cái người đó được Chúa gọi mà chính ông là chết, nhưng mà sự sức dầu của Chúa vẫn còn. Cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài đặt ở trong lòng của chị em, chúng ta có thể chuyển cho cái thế hệ kế tiếp. Và đồng thời cái đời sống hầu việc Chúa của chúng ta, cái lòng khao khát của chúng ta, những cái điều mà chúng ta đã làm trong lúc chúng ta còn sống đó, nó vẫn có thể ảnh hưởng trên dân sự và làm cho dân sự cho nên có một cái sức lực và có thể khiến cái kẻ chết sống lại. Chúng ta sẽ nói đến phần đó sau. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây Elise đã bệnh và tại bệnh đó chết. Joash là vị vua của Israel, ông cảm thấy ngã lòng. Nhưng mà đây là cách của người Đức Chúa Trời làm đây. Đối với cách của thế gian, đối với cách của khả năng, Joash cảm thấy không có thể nào làm được việc gì. Nhưng mà Elise bèn nói với người rằng, hãy lấy cung và tên. Joash bèn lấy cung và tên. Sức lực của Elise còn có khả năng dương được cái cung này không anh chị em? Có thể tôi với anh chị em có những người đi trước có thể không còn sức để dương cái cung nữa, nhưng mà lời nói vẫn còn sức dầu. Có thể những người ở trong Hội Thánh có sức khỏe được dấy lên một cách mạnh mẽ, có thể mạnh hơn mục sư của mình nữa, sức lực cuồn cuộn hơn mục sư của mình nữa, nhưng mà cái lời nói của mục sư vẫn có sự sức dầu, tại vì Chúa tôn trọng cái điều đó. Vì sức dầu đến từ Chúa chứ không phải do bôn ba mà có được. Chúng ta khao khát Chúa, chúng ta hầu việc Chúa thì sự dầu của Chúa đến. Và chính cái lời, cái sự sức dầu đó nó ảnh hưởng trên dân sự của Đức Chúa Trời. Có một lần kia tôi mời một tôi tới Chúa người Israel qua đây để giảng. Và ông đã là người có một điều rất là được ơn để mà giảng dạy lời Chúa. Có lần khi mà cầu nguyện cho những cái vật dụng để sau đó những người đã dùng những vật dụng đó về và cầu nguyện đặt tay trên những người khác và được chữa lành. Thì có những người anh em đến và nghe được một bài, hai bài, bắt đầu nói tưởng người Israel giảng cái gì, giảng chẳng có được cái gì hết. Và xem biết người đó quyết định không tham dự và trở về ngủ đêm mà tối bị giật méo miệng suốt một tháng luôn, yêu cầu Chúa và các anh em đến đặt tay cầu nguyện mà cầu nguyện xong được chữa lành. Vấn đề chúng ta có quyền không tham dự, nhưng đừng bao giờ nói nghịch lại với người được sức dầu của Chúa. Amen.
Anh chị em nghĩ rằng nói nghịch lại người đứng đầu của Chúa lợi hay hại à? Elise có thể sức lực của Elise bây giờ ở đây là hết rồi, không còn sức nữa. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây là cái sự sức dầu luôn luôn còn ở trên tôi tới của Chúa. David có cơ hội để tiêu diệt Saul. Và chúng ta biết rằng Saul, thần của Chúa đã lìa khỏi Saul rồi, chứ không phải thần của Chúa còn. Nhưng mà vì Saul được sức dầu, cho nên David tôn trọng sự sức dầu đó. Khi mà Đức Chúa Trời Ngài sức dầu cho chị em, anh chị em vẫn tiếp tục bước đi trong sự sức dầu đó, trong sự tin kính. Sự dầu luôn luôn còn. Và cho dẫu ai có thể tìm cách để nghịch anh chị em, điều đó không quan tâm. Anh em đừng bao giờ quan tâm, đừng bao giờ cố gắng để nói này nói kia, cố gắng để gọi là phản bác lại họ. Không, bởi vì sự sức dầu của Chúa, nó là Ngài bảo vệ chúng ta và dạy chúng ta đủ mọi điều. Ở dân nhất đó là sự dầu đó là thật. Đoạn 2 câu 20 và câu 27, nó không phải là dối, sự dầu đó là thật. Và sự dầu đó dạy chúng ta đủ mọi điều. Đôi khi chúng ta hơi mơ hồ về sự giàu có nghĩa là gì. Có một câu tới Chúa định nghĩa sự giàu như vậy. Sự sức giàu đó là giống như một con cá mà có thể sống trên khô được. Con cá thì nó phải sống ở môi trường nước, phải không ạ? Nhưng mà con cá nó có thể sống trên khô được, đó là sự giàu. Có nghĩa là gì? Là khi mà sự giàu của Chúa đó trên đời sống chúng ta, có thể làm được những việc mà với khả năng chúng ta không thể làm được. Đó là sự sức dầu. Khi chúng ta đặt tay cho người ta được chữa lành, có phải do mình có khả năng chữa lành không? Như vậy đó là sự sức dầu. Amen. Khi chúng ta giảng bài giảng, chúng ta không phải bằng cái khả năng chúng ta có thể đem lại sự chữa lành, sự thay đổi cho người khác. Nhưng mà thông qua lời của Đức Chúa Trời đó, Chúa sức dầu cho bài giảng, thì khiến cho lời của trời chạm đến và người ta được chữa lành. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ là phải đặt tay thì người ta mới được chữa lành. Nhưng mà chị em biết rằng đôi khi gây sự giảng dạy bằng quyền năng của lời trời khi công bố ra thì sự chữa lành chạm đến người ta. Ngày 21 tháng 7 vừa rồi, tôi giảng ở một hội thánh. Khi đang giảng như vậy, Thánh Linh Chúa chạm đến và người ta được chữa lành ngay trong lúc giảng. Họ làm chứng lại điều đó. Họ làm chứng lại đó. Hơi khen Đức Chúa Trời. Khi lời của Chúa vang ra, khi họ đáp ứng với lời của Chúa thì sự chữa lành của Chúa đến. Cảm ơn Chúa. Xe và lính kỵ của Israel bây giờ đang không còn sức lực nữa, nhưng mà sự sức dầu vẫn còn trên đời sống của ông. Và bây giờ ông kêu hãy lấy tên và cung. Joab bèn lấy tên và cung. Elise lại nói với Israel rằng hãy lấy tay người dương cung. Vua bèn dương cung. Elise không có sức để dương cung, nhưng mà Joab thì có sức để dương cung. Lời của Elise tuyên bố ra để Joab thực hiện theo. Khi Joab đồng ý với lời của người của Đức Chúa Trời thì sức dầu, đồng ý để dương cung, thì Kinh Thánh ghi lại như vậy: vua bèn dương cung. Rồi điều gì xảy ra anh chị em? Rồi Elise đặt tay mình trên tay vua. Đây là sự sức dầu nối tiếp thế hệ kế thừa. Có thể Elise không còn sức như là một người trai trẻ này. Elise không còn khả năng để dương được cái cung của một người chiến sĩ. Nhưng mà người trẻ này có khả năng để dương cung. Elise nói hãy lấy cung và tên và mở cửa sổ hướng về hướng đông. Và dương cung. Vô áp bèn dương cung. Dương cung sao? Đây bên đây. Và sức của vô áp, anh chị em nghĩ rằng với cái sức này bắn cái cung được bao xa? Bao xa? Nếu xa nhỡ nhất là bao nhiêu ạ? Cây số không? Không, cung không bao giờ bắn được cây số đâu. Đúng, cái gì 10 mét? Tôi nghĩ là ít nhất cũng phải là 300 mét. 200-300 mét. Dạ. Nhưng mà 200-300 mét đó có thể tiêu diệt được quân thù không? Tiêu diệt được mấy tên? Có thể bắn trúng đừng tên này, phải không? Nhưng mà cây cung sức dầu nó khác à.
Cái cung bình thường có thể bắn trúng một người, có thể bị thương người đó. Nhưng cái cung sức dầu là hoàn toàn khác, anh chị em. Chúng ta phải cầu nguyện về Chúa ngày hôm nay cho được cái cung được sức dầu của Chúa. Bởi vì sức dầu đó sẽ làm cho rứt rộng quyền lực của ma quỷ, phải đất cho nó tuyệt diệt. Và khi vô áp dương cung, bây giờ cái tay của cái ông Elise giờ ông bệnh gần chết rồi. Dương cung, ông đặt tay của ông trên tay của Joab. Và bây giờ ông nói bắn đi, bắn. Rồi, cảm ơn. Elise nói hãy bắn. Người bèn bắn. Nào bây giờ chúng ta lưu ý chỗ này. Dân Syri ở hướng nào của Israel? Dân Israel, dân Syri á, nước Israel á, phía bắc. Đông bắc, hướng đông bắc. Chúng ta mở ra ở trong cái bản đồ, bản đồ thứ 9. Đúng không? Phía đông đó là của là Jordani. Phía bắc Syria. Bắc phía bắc là Liban và phía đông bắc là Syria. Và ông Elise kêu là hãy mở cửa sổ về hướng đông. Và Joab bèn mở cửa ra. Elise lại nói hãy bắn, người bèn bắn. Bây giờ Elise nói tiếp rằng ấy là cái tên thắng hơn của Jehova, tức là cái tên thắng hơn của dân Syria. Như vậy rõ ràng là Joab đâu có mở ra bắn vào đúng cái quốc gia Israel, ý quốc gia của Syria đâu. Anh chị em biết cái sự sức dầu của Chúa đó nó đặc biệt lắm. Ôi, ví dụ nha, ngày hôm nay á, thế gian đó nó có một những cái loại hỏa tiễn, nó bắn phải đúng ngay cái chỗ đó, bùm cái phải đúng cái tọa độ đó, bùm cái thì cái nổ ra có thể sát thương được một số người. Nhưng chúng ta biết bây giờ nó có một cái loại hỏa tiễn mà nó gọi là tên lửa hành trình. Nó không có bắn, nó không cần phải nhắm đúng tọa độ, nó chỉ cần bắn bùm lên cái rồi ở đây điều khiển cho cái hỏa tiễn nó bay. Nó bay lên, nó bay xuống, nó bay qua, nó bay lại. Và cuối cùng nó tìm đúng cái mục tiêu, bùm. Và bắn nó cách 1.500 cây số, độ chính xác nó là 1 mét. Kinh khủng. Họ không cần phải nhắm cái hướng nào chân, họ chỉ cần bắn cái tên lửa cho nó bay ra khỏi cái nòng súng, rồi bắt đầu, rồi bắt đầu nó lửa nó đẩy cái tên lửa đi. Thế là bắt đầu ở đây họ ngồi bấm vào điều khiển, nó bay theo đường hình, nó bay ra, không phát hiện được nó cho đến nơi bùm. Cái tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va đó là cái tên được sức dầu. Chúng thấy rằng là ông kêu mở cửa ra hướng đông, có thấy là mở cửa hướng đông, bắn về hướng đông. Joab chỉ vấn lời thôi, bắn bùm. Nhưng mà cái tên của sự dầu đó, Kinh Thánh nói rõ đây là cái tên thắng hơn, tức là đây là cái tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va, tức là cái tên thắng hơn dân Syria. Cái tên thắng hơn của Israel, cái tên thắng hơn của dân Syria. Anh xem cần mũi tên nào đây? Mũi tên của Joab hay là mũi tên thắng hơn của Israel? Sức mạnh của cơ bắp hay là sức mạnh thuộc linh? Sự sức giàu của con người hay là sự sức giàu từ nơi Chúa? Chỉ có sự sức giàu từ nơi Chúa mới thực sự đem lại một cái sức mạnh siêu nhiên và có thể tiêu diệt được kẻ thù. Và lời của người đi trời nói gì? Đây là mũi tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va, tức là cái tên thắng hơn dân Syria, vì ngươi sẽ hãm đánh dân Syria tại Aphek đến nỗi tuyệt diệt chúng nó. Đây là cái tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va. Anh chị em khi hầu việc Chúa, chúng ta nhớ rằng đừng chỉ khiến cho dân sự tập trung vào mình, nhưng làm sao chúng ta làm sao chuyển được cái sự sức dầu, chúng ta chuyển được cái khải tượng
cho người kế thừa. Nếu Chúa sức giàu cho chúng ta thì chúng ta cũng làm sao để cho cái thế hệ kế tiếp sẽ được sức giàu. Nếu anh chị em không có mặt ở hội thánh phát triển không? Hay là phải có anh chị em thì hội thánh mới phát triển? Nếu thật sự bắt buộc phải có chúng ta thì hội thánh mới phát triển thì đó không phải là cái điều mà Chúa muốn. Nếu anh chị em vắng mặt mà hội thánh vẫn phát triển, nếu chị em không có mặt ở đó thường xuyên, anh chị em có những cái sự dẫn dắt của Chúa, cái công việc để có thể mở rộng, nhưng mà hội thánh của Chúa vẫn có thể thực hiện, vẫn có thể công việc vẫn có thể chạy được. Có nhiều lần tôi nói anh chị em rằng tôi nói tôi không muốn rời khỏi hội thánh tại đây, bởi vì tôi cảm thấy rằng là có tôi thì hội thánh ổn định. Giống như sư Cho Yong Gi trước đây, có Cho Yong Gi thì hội thánh phát triển, ngày kia nằm đẹp luôn. 10 năm để có hội thánh phát triển hay không? Đức Chúa Trời có sức giàu cho mục sư Cho Yong Gi, nhưng mà nếu mình nhận là người được sức giàu, mình nhận được sức giàu đó, nhưng mà chính mình cho rằng mình là quan trọng nhất, thì đến lúc Chúa sẽ thay cho hai chúng ta thấy rằng là không có chúng ta thì hội thánh của Chúa vẫn có thể phát triển. Nói như vậy nhưng mà thật ra chúng ta là người được Chúa chọn, Chúa gọi. Ngài không có chọn anh chị em lầm đâu, chọn nó không có lầm. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ một điều rằng chúng ta phải làm sao để có những người kế thừa, phải chuyển cái mũi tên đó cho được, phải chuyển được cái cung thắng hơn của Đức Giê-hô-va cho thế hệ kế tiếp, đừng chỉ dành cho riêng. Tôi biết có một hội thánh năm nay tính ra hội thánh cũng 30 mấy tuổi, và một sư đông lãnh đạo hội thánh tới khi mà ổng ngày nào ổng bị đột quỵ, hội thánh rối lên không biết là bây giờ ai sẽ là người thế. Một hội thánh kia cũng vậy, khi người lãnh đạo hội thánh chuẩn bị để đi nước ngoài theo cái diện đoàn tụ, thì trong một lần nọ tôi hỏi các em thanh niên là khi mà mục sư của các em đi nước ngoài thì các em sẽ làm gì? Em này nói là em sẽ tìm hội thánh kia để em sẽ gia nhập. Người thì nói là em phải về trở về nhà thờ. Đủ thứ ấy. Mà hội thánh nhóm lại cũng coi như tính ra cũng khoảng 50-60 người. Nhưng mà khi mục sư của họ chuẩn bị đi diễn đoàn tụ thì người thì chọn qua hệ phái này, người chọn hệ kia, cuối cùng là gì? 20-30 năm lãnh đạo hội thánh không có một thế hệ kế thừa. Thì đó không phải là sự thành công. Có một mùa hội thánh kia, mục sư ổng cũng là lãnh đạo, có thủ quỹ, có thư ký, nhưng mà ổng cũng là thủ quỹ luôn. Thư ký thủ quỹ chỉ là hình thức thôi. Và sau khi nhóm lại xong, dân hiến xong, gom tiền ổng bỏ vô trong cái bao, ổng cầm cái bao ổng quăng lên cái dài, ổng gác đi về. Chào anh, chào rồi, tạm biệt, chúc mừng phước nha, ngày mới nha. Ông dắt cái bao tiền gì. Hội thánh suốt bao nhiêu năm không biết tiền quỹ bao nhiêu, và hội thánh không có mở thêm một cái hội thánh nào khác, chỉ có một điểm nhóm một thôi. Mà hội thánh dân hiến rất là nhiều, hội thánh giàu, phải nói là công nhận hội thánh mà không đi truyền giáo giàu ghê luôn á. Anh biết tại sao giàu không? Tại vì không đi truyền giáo nên đâu có tốn tiền đâu, bao nhiêu nó còn đó. Hội thánh mình đi truyền giáo coi như là nhiêu là xào hết nhiêu thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người lãnh đạo hội thánh. Luôn luôn anh em nhớ, ngay cả chúng ta lãnh đạo một nhóm nhỏ thôi, chúng ta cũng phải tìm có người bình an ở đó hay không, để chúng ta sẽ gây dựng họ, chuyển giao cho người kế tiếp. Còn không, nếu như giống như EDC này, nếu EDC bắt đầu bệnh chết thì sao? Tiêu. Không còn nữa, không còn cơ hội nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, EDC ông đã chuyển giao cho luật là cái mũi tên thắng hơn của Đức Sơn. Đây là mũi tên mang tính tiền tri, mũi tên thắng hơn Đức Sơn.
Elise không phải ra mặt trận. Nhưng Elise trong mặt trận thuộc linh, Elise có thể tuyên bố cái điều đó. Trong danh của Chúa Giêsu, họ có thể tuyên bố mũi tên này có thể thắng hơn công việc của ma quỷ khi anh em tôi đi ra truyền giáo ở khu vực đó. Ví dụ ngày hôm nay, một sư sĩ đang ở Bù Đăng. Ở đây chúng ta có mũi tên, phải gửi cái mũi tên này đi đến đó được không ạ? Được anh chị em? Anh em tin rằng mũi tên khi chúng ta tuyên bố như vậy, mũi tên có thể lên tới đó không? Khi Môi-se đưa tay lên ở đầu nọng thì sao? Giô-se ở ngoài trận tiến thắng hơn dân Amalek. Mũi tên thắng hơn của Chúa nó mang một cái tính, cái sự sức giàu và cái tính hiệp nhất. Cho nên nếu như anh chị em đi truyền giáo thì anh chị em hãy báo cho group của Hội Thánh biết. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị đi truyền giáo ở chỗ đó, thì có thể lập tức tất cả đều cùng cầu nguyện. Có người có thể cầu nguyện trước đó, có người cầu nguyện sau đó, có thể cầu nguyện ngay lúc đó. Để chi vậy? Gửi cái sự sức giàu của Chúa đi, cùng nhau hướng về nó, để cái sức mạnh của mũi tên đó là cái mũi tên thắng hơn được sự phạt sẽ đến cho mình. Ngày nay vẫn còn như vậy. Mọi người chị em chuẩn bị đi vùng về vùng An Giang, mới nói với tôi rằng là thứ bảy này em đi về An Giang, xin một sư hãy cầu nguyện cho em để tụi em đi trong chuyến này thành công. Tôi nói amen. Tôi có thể không đi cùng với cô, nhưng mà lời cầu nguyện của tôi sẽ đi cùng với cô. Paulo rất là mạnh mẽ với ông, nói là nhờ lời cầu nguyện của anh em mà tôi được. Và tôi có thể dạn dĩ để mở miệng ra, có thể nói giảng về danh của Chúa bất cứ nơi nào tôi đến. Đó là cái sự sức mạnh. Mũi tên thắng hơn của Sư Ma được Elise đã truyền cho Joab là một người trẻ thế hệ kế tiếp để có thể phát triển. Nhưng mà chúng ta biết rằng dân Syria dễ đánh không? Không dễ đánh đâu. Chúng ta xem tiếp ở đây. Elise tiếp rằng hãy lấy tên. Joab bèn lấy tên. Elise lại nói rằng hãy đập xuống đất. Joab đập 3 lần rồi ngừng lại. Hồi nãy là bắn, bây giờ là gì? Bây giờ là đập. Đó là bắn để mở cái chuyến tiến. Những cái mũi tên bén nhọn của Chúa được bay đi và mở ra những cái nơi để có thể phát triển Hội Thánh của Chúa. Nhưng mà để xây dựng Hội Thánh của Chúa thì Joab phải làm gì ạ? Phải đập. Phải đập đó. Mũi tên của Chúa có thể dùng bắn, nhưng mà mũi tên của Chúa vẫn có thể dùng đập đó. Để có thể tiêu diệt được dân Syria thì Joab bắt buộc phải đập nó. Và đập phải là 5-6 lần, chứ không phải là đập 3 lần. Kinh Thánh ghi lại Joab đập mấy lần? 3 lần. Rồi Joab dừng lại. Thế chị em nghĩ tại sao Joab lại dừng lại ạ? Chúng ta có nản lòng khi mà đập tới lần thứ 3 nó chưa chết không? Và là chúng ta cảm thấy lần đập tới lần thứ 3 nó đủ chết rồi, nó ngáp ngáp rồi. À xong rồi, mày xong rồi. Có những trường hợp, tôi nói chị em rằng là có những trường hợp chúng ta cầu nguyện có thể một lần thôi, Chúa đã nhậm lời rồi. Nhưng có những trường hợp chúng ta cầu nguyện 5-6 lần. Có những trường hợp chúng ta đặt tay là được Chúa lành. Nhưng có những trường hợp là gì? Chúng ta đặt tay 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần. Và trước đây đặt tay 1 lần không hết, 2 lần không hết, rồi thôi chắc là ý Chúa rồi, thôi bỏ. Nhưng mà không. Có những người dạy như vậy. Chúng ta cầu nguyện 1 lần thôi, không cần cầu nguyện nhiều. 1 lần thôi. Chúa trả lời hay không là làm được rồi. Kinh Thánh cũng kêu gọi chúng ta có đức tin để cầu nguyện, công bố. Nhưng mà chúng ta xem coi cầu nguyện có cần cầu nguyện lần thứ 2, lần thứ 3 không? Hay là cầu nguyện 1 lần? Chúng ta xem ở trong Gia Cơ coi, Gia Cơ nói gì nha. Gia Cơ đoạn 5. Câu 17.
câu 16 thì nói rằng là xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau thì anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sáng, cầu nguyện phải có linh nghiệm nhiều. Bây giờ chúng ta đọc cùng nhau câu 17. Thì bắt đầu. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Anh cầu nguyện như thế nào? Cố xin. Vậy là cầu nguyện mấy lần? Nhiều lần. Habakkuk thì nói sao? Ta đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy để làm gì ạ? Rình. Ê-sai phải rình nghe. Lúc bây giờ ông mới nghe được tiếng của Chúa nói là gì? À, sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi chúng ta? Và ông chen vô: Chúa ơi, đó còn đây, xin Ngài sai. Để có thể nghe được tiếng Chúa, chúng ta cần có một sự tập trung phải không? Để có thể có những cái phép lạ, chúng ta chỉ cần chạm đến là được Chúa làm ngay. Chúa Giê-xu cũng vậy, có những phép lạ Ngài chỉ cần phát một lời để Chúa lành. Nhưng cũng có người mù kia, lần kia Ngài một lần đầu tiên thì thấy như là cái cây, sau đó Ngài đặt tay lại nữa thì mắt sáng. Chúng ta không phải bắt buộc Chúa, thì con chỉ cần đặt một lần thì Chúa phải làm phép lạ đó. Phải. Với đức tin của tôi muốn đặt một lần là phép lạ xảy ra ngay. Điều đó tôi khao khát và tôi tin cậy như vậy. Nhưng nếu lần thứ nhất mà đặt không được lần thì sao? Đặt tiếp. Chủ nhật vừa rồi tôi giảng quần 2. Người chị em này, tôi đã cầu nguyện cho người em nhiều lần. Và mỗi lần cầu nguyện thấy là phép lạ Chúa xảy ra trên đời sống của chị em. Lần này chị em lại nói rằng làm sư ơi cầu nguyện cho em. Không hiểu sao cái lưng của em nó đau từ cái chỗ cái cổ này dọc xuống cái sống lưng. Đau và rất là đau. Thì đó là nhóm xong rồi, anh em bắt đầu dọn đồ ăn ra ăn. Thì tôi giờ tôi cùng ngồi ăn. Ăn thì người chị em mới lại đứng kế tôi và nhìn tôi. Thế là nói rằng là sẽ cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho người đó rồi hãy ăn. Tôi nói không, bây giờ ăn rồi, bây giờ thôi. Ăn xong đi rồi tôi cầu nguyện cho em. Thế là người kia cũng qua ăn. Ăn xong thì tôi lại cầu nguyện. Và khi đặt tay cầu nguyện thì bắt đầu người này rung lên. Rung lên mà tay chân bắt đầu nó vặn vẹo. Tôi hỏi Chúa, chuyện gì vậy Chúa? Cái dạng linh nào đang khống chế người này? Chúa nói cho tôi, trong cái thuộc linh của tôi, Chúa nói rằng đây là cái tà linh cửu quyền thất tổ. Nó hành động trên người này. Và bên cạnh đó nó có một cái dạng gọi là đồng cốt và tà thuộc trên người này. Và khi cầu nguyện như vậy thì người này đang đứng như vậy và ngã xuống. Và nó chùi cái người này nè. Người này cứng đơ và chùi thẳng người ra như vậy. Trống lên và cái tay chân nó quăng vẹo này. Khi tôi tiếp tục truyền lệnh, đặt tay rồi xong thì truyền lệnh, liên tục truyền lệnh. Truyền lệnh cho tà linh năm ông, tà linh lộ mang, tà linh đồng cốt, tà linh bối khoa, tà linh cửu nguyên thất tổ phải ra khỏi người này. Và nó vặn vẹo người này. Sau khi thẩm quyền xong, tôi tuyên bố nhân danh Jesus Christ, em được tự do. Tuy nhiên đang gồng cứng người như này, tà linh rời khỏi và con này đứng lên được chữa lành. Đánh bao nhiêu lần? Không nhớ nhiều lần luôn. Đặt tay lên và tiếp tục gì? Liên tục tuyên bố mày, đi ra! Mà chúng ta nghĩ nó ngoan cố mà, tụi ta lên nó ngoan cố mà. Nó ngoan cố nha chị em. Lần tôi vừa tham gia trong buổi cầu nguyện cho một cái cô này. Cầu nguyện đuổi nó ra. Nó nói, không ra. Mày phải ra. Nó nói, thôi mà, cho ở chơi một chút đi. Ở đây vui mà. Nó không vui vậy. Đi ra. Tại vì nó tìm cái chỗ nó ở. Nó tìm được rồi. Nó không muốn ra. Nhưng hãy nhớ người của Đức Trời phải làm gì? Đập nó mấy lần? Elise nói sao? Đập 5-6 lần mới tiêu diệt nó. Thật ra không phải 5-6 lần là con số, là giới hạn. Chúng ta có thể đập lần thứ nhất, nó có thể ra ngay. Đập lần thứ hai, nó có thể ra. Cũng có người có thể đập chừng 3 lần thôi là nó ra. Nhưng có người chúng ta cũng đập 5-6 lần. Có người đập 7-8 lần không? Không có giới hạn. Đập cho đến khi nào nó chết. Đập khi nào nó chết. Mà tôi nói chị em, có những loại đập hoài nó không chết. Cái tội lỗi dễ vấn vương nó khó đập chứ. Phải không? Cảm thấy dễ thương quá. Chúng ta muốn giữ nó hoài. Mà muốn giữ, tôi nói chị em, khó đập lắm.
Tại vì nó liên quan với cái điều mà chúng ta ước muốn, chúng ta thích nó. Và chính cái tội lỗi dễ vấn vương đó là một trong những series khó đọc. Mỗi một người lại có một cái sở thích, mỗi người lại có những cái tội lỗi dễ vấn vương nó giấu kín. Nhiều khi Chúa chỉ ra đó, nhưng mà chúng ta lại không chấp nhận để cho Chúa xử lý nó. Tôi nói chị em là không có kẻ thù nào mà Chúa không đánh thắng được. Nhưng vấn đề ở chỗ chúng ta có chấp nhận nó là kẻ thù không? Hay là chúng ta chấp nhận nó bị hàng xóm của mình, đó là Syria là hàng xóm của Israel, là bạn. Chúng ta là người quyết định. Chúng ta quyết định đánh Syria hay không là do chúng ta. Đập một lần hay là 5-6 lần là do chúng ta. Sự sức giàu của Chúa đã có cho anh chị em qua danh của Chúa Giêsu. Anh chị em muốn đập Syria không? Muốn tiêu diệt Syria không? Chúng ta muốn tiêu diệt cái kẻ thù mà rất là gần bên chúng ta không? Mà chỉ có chúng ta nhận ra được nó, chỉ có chúng ta mới thấy được cái con trồn nhỏ và nói là Chúa ơi, hãy bắt con những con trồn nhỏ này phá hại vườn nho của con vì vườn nho con đang trổ bông. Khi em muốn dấy lên làm công việc của Chúa thì kẻ thù nó luôn luôn nó muốn loáng lấy và muốn giữ anh em lại, không cho anh em làm công việc của Chúa. Anh em muốn tăng trưởng lên ở một mức độ mới, rồi dấy xác thịt lên, rồi nó khiến cho thì em bị khống chế. Nhưng hãy nhớ một điều rằng sự sức giàu của Chúa đã có trong danh của Chúa Giêsu. Và cái tên thắng hơn của Đức Chúa Trời đã có trong danh của Chúa để trao cho con và chị em để dương cái cung đó ra. Và chị em ơi, bắn hay là đập là do chúng ta. Chúng ta quyết định. Lần đầu tiên thì Elise nói gì? Tay của Elise trên tay của Joab. Nhưng lần thứ hai thì Joab phải cầm chính cái mũi tên đó và đập xuống đất. Chúa đã trao uy quyền sự sức giàu cho anh chị em. Nhưng mà để có thể thắng hơn thì chính anh chị em phải quyết định đập Syria hay không. Syria của tôi khác, Syria của anh chị em khác. Nhưng mà thật ra nó cũng cùng có một kẻ thù thôi. Nhưng mà nó biến tấu. Người thì có những sở thích này, người thì đam mê cái đó, người thì yếu đuối cái kia, người thì tham vọng, người thì xác thịt, vân vân. Và mỗi một cái Syria đó nó loãng lấy dân Israel. Chúng ta phải có trách nhiệm đập nó cho nó chết. Sự sức giàu của Chúa giống như Eli vậy. Elise đã được sự sức giàu của Chúa. Cho dẫu Elise đã chết rồi, nhưng sự giàu vẫn ở trên Elise. Chúa Giêsu chúng ta đấng được sức giàu từ Cha, Ngài về trời rồi, nhưng mà Ngài quỷ quyền lại cho Hội Thánh. Hội Thánh mang danh của Ngài, thì dẫu không nhìn thấy Chúa, nhưng mà sự sức giàu đó vẫn ở trên danh của Ngài. Khi mà chúng ta dùng danh của Ngài để chạm đến những nan đề thì phép lạ sẽ xảy ra. Điều gì đang chết ở trong chị em thì sự sức giàu của Chúa có thể làm cho nó sống lại. Nếu chúng ta nguội lạnh thì sự sức giàu của Chúa làm ta nóng cháy trở lại. Nếu chúng ta mất ơn thì sự sức giàu của Chúa sẽ nhen lại các ân tứ. Như Phaolô nói là gì? Con hãy nhen lại các ân tứ mà nhờ các trưởng lão đặt tay cho con để truyền các ân tứ đó cho con. Nếu ai có những ân tứ về chữa lành mà đã bị mai một thì hôm nay chúng ta có quyền để tuyên bố cái sự sức giàu đó được chạm đến để ân tứ đó được phục hồi. Ai có ân tứ tiên tri, nhưng nếu đánh mấy lâu nay bị đánh mất thì chúng ta hãy nhân danh Chúa Giêsu để chạm đến cái ân tứ đó để ân tứ được sống lại. Bất cứ một cái sự khao khát nào của chị em ở trong Chúa, Chúa sẽ làm cho nó sống lại. Elise đã chết, nhưng mà sự sức giàu vẫn còn. Chúa Giêsu đã chết nhưng Ngài sống lại, và sự giàu Ngài đang ngồi bên hữu Ngài Đức Trời, và sự giàu đó vẫn tuôn đổ trên Hội Thánh của Ngài. Ở những người trẻ, nếu trong chúng ta có những người trẻ đang chết, nếu trong chúng ta, trong đời sống chúng ta có những ân tứ đang chết hay là mai một trong những ngày qua, 5 năm, 10 năm, 20 năm về trước, ân tứ của chúng ta là gì? Chúa đã sức giàu chúng ta là gì? Nhưng bây giờ nó bị mai một. Thì anh chị em ơi, nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài thì ngay ngày hôm nay nó sẽ sống lại đó. Ai khao khát điều đó à? Ai khao khát ân tứ luôn sống lại trong chúng ta? Mà chính chúng ta khao khát điều đó, chỉ có một mình anh chị em mới biết được cái điều đó. Chúa ơi, con khao khát Ngài và cầu nguyện một cách sốt sắng. Đừng cầu nguyện một cách qua loa nữa, đừng cầu nguyện theo chiếu lệ nữa, nhưng mà cầu nguyện như làm chưa bao giờ mà con khao khát. Thưa cha,
con, không phải để cho con, nhưng mà để cho vương quốc của Ngài được sống lại, cha ơi. Để cho hội thánh của Chúa, mà kẻ thù nó không thể nào coi thường hội thánh của Chúa được nữa. Kẻ thù không thể chế nhạo hội thánh của Chúa được nữa. Chúng con tiếp tục đánh, lần thứ nhất, lần thứ hai, người đánh không được. Tiếp theo nhờ người khác lại tiếp tục đánh, cho đến khi tiêu diệt dân Syria. Xin Chúa làm điều đó cho chúng ta buổi sáng. Xin chào chúng ta mọi người đến với Chúa cầu nguyện.